Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các người lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả. Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Suy niệm. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã gay gắt lên án các kinh sư và người Pha-ri-siêu vì họ chỉ chú trọng vào cái tùy thuộc mà bỏ quên điều chính yếu. Họ chỉ chăm chú giữ những khoản luật nhỏ nhưng lại bỏ qua những điều quan trọng nhất trong lề luật là đức công bằng, lòng nhân và thành tín. Họ không biết rằng điều Chúa muốn ở đây là các điều này vẫn phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Qua những lời chỉ trích, lên án của Chúa dành cho các kinh sư và những người Pha-ri-siêu, dường như ta thấy Chúa đang đánh động cho chúng ta về cách sống đạo của mình. Nhiều khi, chúng ta chẳng hơn gì những kinh sư, những Pha-ri-siêu thời Chúa Giê-xu. Chúng ta chỉ biết quan tâm đến những cái bề ngoài, mà quên đi cốt lõi của đạo là tình yêu. Điều Chúa muốn ở mỗi chúng ta là hãy giữ lề luật, không phải câu nệ theo câu chữ, nhưng với lòng mến và tinh thần phục vụ tha nhân xung quanh mình. Lạy Chúa, xin cho cả cuộc đời chúng con luôn sống trung thành với lề luật Chúa, và đồng thời cũng yêu thương tha nhân như chính Chúa đã yêu. Có như vậy, tình yêu của chúng con với Chúa mới được trở nên trọn vẹn. Amen.